sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm yêu chưa thắm tim người, tình kia thêm vỡ tan thôi nên đêm hoen lệ đầy. Vâng, xin chào tất cả các bác yêu audio. Video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu lại với các bác đôi loa Electrovoice LT12. Đồng trục có đường kính là 30 cm, một đôi loa rất đẹp và âm thanh khá là quyến rũ. Em nó được đánh với đầu CD PlayStation và bộ giày bao Mondo. Đấy, vẫn như mọi ngày thôi, không có gì thay đổi. Âm thanh em này khá là hay, khá là tuyệt vời. Đấy, bao như vậy, giá tiền thì cũng rất là hợp lý. Nếu không biết mô tả gì thêm nhỉ? Ở cái video hôm trước thì em đã mô tả rất là kỹ rồi. Thì ở cái video này hôm nay thì cố tình để test lại chất âm thêm một lần nữa cho các bác nghe để các bác dễ cảm nhận. Chứ bây giờ cũng không biết nói gì hơn. Vì là video trước em giới thiệu rồi, bây giờ giới thiệu lại thì nghe nó buồn cười đúng không? Nhưng mà âm thanh rất là ok đấy bác, các bác như vậy khá là đáng để chơi. Mọi thứ mặt mũi đẹp, rồi là đít điếc tất cả các thứ sơn si của nó khá là ngon luôn. Này nó rất là mới đấy. Các bác chỉ có một chút cái đấy, cái vết nhăn nhăn này các bác nhìn, cái này chắc là do cái gì nó xước va chạm vào rồi, nó không có vấn đề gì cả, khá là ok. Còn về tổng thể của em nó rất là đẹp, từ kèn kiếc sơn si là nó rất là ngon, nón phụ rất là đẹp, vành chặn rất là ok, một đôi loa nói chung là khá là hoàn thiện và là đẹp. Âm thanh thì cũng nói chung là nhạc vàng, nhạc trữ tình. Con này các bác có thể chơi blue thoải mái vô tư, các bác lên thùng tiếng trầm nó sẽ rất là chắc, trầm ấm. Nếu các bác chơi blue vô tư thoải mái đi. Nghe nhạc vàng cũng được đấy, chủ yếu là em test nhạc vàng đây, các bác nghe thấy nhạc vàng, nhạc trữ tình đều chơi được rất là ok. Còn về hệ thống của em thì em tiếp mát khá là cẩn thận đấy, tiếp mát cho loa, tiếp mát cho đầu CD và tiếp mát cho âm ly. Đấy, những cái hộp đen đen đỏ đỏ và những cái cục như cục pháo này là tất cả là linh kiện phụ kiện để tiếp mát. Nó hiệu quả khá là tốt, nhưng mà các bác như vậy. Có nhiều người chơi rồi, có nhiều người mua của em rồi, mà cũng không nhất thiết là các bác phải mua từ em. Em giới thiệu các bác về cái cách chơi cái hộp tiếp mát này, nó rất là hiệu quả các bạn. Có rất nhiều người bán và rất nhiều hãng bán nữa, các bác có thể mua về các bác chơi, cải thiện về chất âm của dàn âm thanh của mình, nó cực kỳ hiệu quả. Cái số tiền mình đầu tư ra thì nó mang lại hiệu quả hơn nhiều so với số tiền đầu tư ra. Và các bác như vậy rồi. Ok, về video test thêm chất âm đôi Electrovoice đồng trục LT12 này. Các bác nào muốn tìm hiểu thêm về cái mặt sau rồi là tất cả cái thứ kỹ lưỡng của nó thì các bác tìm lại ở cái video phía trước, cách đây vài ngày em đã đăng rồi đấy. Thì các bác sẽ nhìn nó rõ hơn. Còn đôi này thì em vẫn để với giá là 13 triệu. Một cái giá rất là hợp lý để chơi một đôi loa đồng trục Electrovoice đúng không? Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.